Hello, chào bạn, chào mừng bạn đến với livestream của Spot Home. Và hôm nay chúng có một tin cực kỳ vui dành cho các bạn. Và nếu bạn đang có nhu cầu sắm cho mình một đôi giày cầu lông chính hãng, chất lượng với mức giá hợp lý nhất, có thể nói là rẻ nhất, thì bạn hãy theo dõi video này. Tại video này Hùng sẽ giới thiệu đến các bạn những mẫu giày cầu lông cực kỳ ngon mà bên Hùng mới săn được và xách tay về Việt Nam trong cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Và tất cả các mẫu giày thì đều được khuyến mãi với mức giá là dưới 1 triệu, từ hơn 600 đến khoảng 900 nghìn. Và nếu mà bạn đang có giày rồi thì hãy giúp Hùng chia sẻ cái video này, hãy giúp Hùng tag những người bạn của bạn vào để họ có thể có cơ hội để sở hữu cho mình những mẫu giày chất lượng, và họ sẽ cảm ơn bạn rất nhiều. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa thì chúng ta đi thôi nào. Ok, mẫu giày đầu tiên Hùng muốn giới thiệu đến mọi người là mẫu giày Li-Ning AITN097. Mẫu giày này có giá gốc là 1.250.000, ở các cửa hàng thì đang được bán với giá 820.000, tuy nhiên thì đa phần là các shop đều hết hàng rồi. Bên Hùng thì đang có giá khuyến mãi, đó là 1.250.000 giảm còn 650.000. Hùng quyết định sẽ giảm xuống mức giá này, chưa từng có mức giá giảm như này. Trước thì Hùng có giảm xuống 690 nhưng bây giờ giảm xuống còn 650, và chỉ còn duy nhất một đôi size 41 thôi nha mọi người. Duy nhất một đôi size 41, thực ra đôi này Hùng bán rồi nhưng mà khách gặp ngay phải ông khách bom hàng, mình đăng lên người ta bảo ông này chuyên bom. Rồi, giới thiệu một chút về mẫu giày. Mẫu giày về dòng đế thì nó áp dụng dòng đế được ra mắt vào tháng 6 năm 2017 của Li-Ning, với đặc điểm nó là chống lật, công nghệ chống lật, trọng tâm đế thấp chống lật, thứ hai là cao su chống mài mòn non minh kinh, công nghệ cao su chống mài mòn. Và cái thứ ba đó là đôi giày này đi khá là nhẹ và êm, độ êm ở mức trung bình nha anh em. Và tiếp theo về chất liệu da thì đôi giày này sử dụng 100% là da, 100% là da. Thì với chất liệu da này thì mọi người yên tâm là nó sẽ không bị rách, không bị dạn, không bị nổ gì hết. Nếu có vấn đề về chất lượng da thì Hùng hoàn toàn có thể đền cho các bạn, khẳng định 100%. Ok không ạ? Đây là đôi giày size 41, 650.000, thích hợp cho anh em nào đi cấy sân bê tông nhá, hoặc đánh sân thảm đều ok. Nhưng mà với mẫu giày nó tiết kiệm chi phí như này thì hoàn toàn thích hợp để anh em có thể đầu tư để chơi sân bê tông. Duy nhất một đôi size 41 thôi, đôi này khách dùng hàng hoàn về chứ nếu không cũng không có. Tiếp theo, với đôi giày này cũng là AITN097 vừa rồi nhưng nó màu bạc, đây là một màu sắc rất là hiếm và đặc biệt, nhìn nó cũng khá là sang và lại rất là nhã nhặn, màu bạc nha mọi người. Màu bạc rất là hiếm, có một đôi giày nào có màu bạc. Và khi có ánh sáng chiếu vào thì nó cũng khá là đôi giày, nó hóng lên, ánh lên cũng khá là đẹp, nhìn đôi giày rất là đơn giản. Đôi giày này thì bên Hùng còn một đôi size 41 và hai đôi size 40 và một đôi size 43 thì cũng khuyến mãi còn 650.000 nha mọi người. Giá bên Hùng báo thì tất cả các mẫu sẽ đều không bao gồm phí ship nha, phí ship thì mọi người tự thanh toán. Còn quà thì bên Hùng sẽ tặng bất kỳ, có thể là cuốn cán vợt hoặc là có thể là chặn mồ hôi. Bên Hùng sẽ tặng bất kỳ nên là mọi người đừng đòi hỏi gì nhá. Hoặc là không tặng nữa đấy. Cái đấy là Hùng tặng thêm để có cái gì để Hùng tặng thêm cho khách thôi, nên là mọi người đừng đòi hỏi. Tiếp theo đi. Mẫu giày này thì mới về, đây là mẫu giày, một trong mẫu giày bán chạy nhất của Hùng trong năm 2019. Mẫu giày Li-Ning AITN019 màu đen, đây là một màu sắc rất là đơn giản, rất là nhã nhặn, các anh rất là hay mua. Đấy, thì đôi giày này cũng giá gốc là 1.250.000, thì giảm giá còn 680.000 nha mọi người. 680.000 thực sự là quá khó để Hùng có thể kiếm được những cái mẫu giày với mức giá khuyến mãi mà nó chất lượng như này trong cái thời điểm hiện tại. Số lượng cũng rất là ít. Đôi này thì Hùng cũng chỉ kiếm được size 40 và size 41 thôi nha. Anh em nào muốn mua giày để chơi sân bê tông hoặc là muốn mua một đôi giày tiết kiệm thì có thể đầu tư cho mình một đôi. Dĩ nhiên là giày đã chơi được sân bê tông thì sân thảm anh em khỏi lo nha. Đây là dòng đế mà Hùng hay nói này, dòng đế chuyên cho cày sân bê tông. Đây là dòng đế cổ điển và lâu đời nhất của hãng Li-Ning và chưa từng bị thay thế, với đầy đủ các công nghệ đế cao su non minh kinh. Nói gì đâu ta, đây. Thực ra là đa phần là đều, tất cả các đôi thì đều là áp dụng công nghệ cao su chống mài mòn thôi. Tiếp theo nữa là trọng tâm đế làm bè và có điểm G chống lật ạ. Một đôi giày tầm trung của Li-Ning lại có rất đầy đủ công nghệ và có đầy đủ công nghệ giảm chấn luôn nha mọi người. Đôi giày thì ở độ êm trung bình nhá. Đây, đôi giày về chất liệu da thì chất liệu da của nó thì cũng không biết miêu tả như nào thì mọi người có thể xem qua video này. Chất liệu da thì về cái độ bong chóc các thứ thì không bao giờ phải lo nha. Tiếp theo, đây là nó sử dụng lưới. Đây họ sử dụng lưới. Cái này họ dùng lưới và tiếp theo là cái này dùng lưới dệt, rất là thông thoáng khí và đi cảm giác vào chân rất thoải mái. Đó. Mọi người có thể nhìn kỹ hoặc là có thể yêu cầu Hùng gửi ảnh. Đấy, Hùng đang thấy tin nhắn của khách chuyển khoản mua đôi giày này rồi này. Đúng lúc ghê. Đang hiện lên trên màn hình luôn. Đấy thì 680.000 nha. Chưa bao gồm phí ship nha. Cái này Hùng sẽ không nhắc lại nữa nha. Tất cả các mẫu giày bên Hùng sẽ đều không được miễn phí ship bởi vì đã làm mức giá tốt nhất cho mọi người rồi. Ai may mắn xem được video này sớm thì cái khả năng mua được hàng sẽ cao. Vì bên Hùng đăng thì khoảng vài hôm sẽ hết. Tiếp theo là đôi giày này, một mẫu giày phải nói là rất là đẹp và rất là độc, ở Việt Nam không hề có đôi này, phải xách tay bên Trung Quốc mới có, và bên Trung Quốc thì cũng chỉ còn duy nhất size 40. Hùng may mắn săn được. Mọi người có thể xem hoa văn của nó rất là hay và đặc biệt chất liệu da rất là mềm và rất là xịn, khá là xịn. Đôi giày này Hùng cũng đã bán từ đợt tháng trước và cũng đã hết, đợt này thì kiếm thêm được vài đôi size 40. Đấy. Dòng đế vẫn là dòng đế chuyên cho cày sân bê tông, đầy đủ công nghệ chống lật giảm chấn.
và đế cao su chống mày mò. Đôi giày này form giày nó ở mức bình thường, nên là đa phần là chân anh em nào đi cũng được. Và đôi giày này có đặc điểm là nó cũng khá là nhẹ, khá là nhẹ nên Hùng rất là thích. Và chất liệu da của nó có các lỗ thông thoáng khí đấy mọi người. Chất liệu da của nó rất là mềm, Hùng cảm giác là da này cũng khá là cao cấp. Đấy thì đôi này cũng được sale là 1.250.000, nhưng mà mức giá giảm của nó là 760k nha anh em, vì mẫu này cực kỳ hot. Bởi vì một là nó đẹp, hai là nó nhẹ hơn đôi kia, và ba là trên thị trường thì không còn nhiều nên là họ không giảm sâu lắm. Nhưng mà 760 cũng là mức giá cực kỳ tốt cho đôi giày này. Đây ạ, duy nhất size 40 nha mọi người. Tiếp theo là đây, nếu mọi người muốn cho mình một đôi giày cao cấp hơn nhưng nó lại không quá đắt thì đây sẽ là một mẫu giày tầm cao cho mọi người. Mẫu giày Li-Ning AITM071. Đây là một mẫu giày phải nói là cực kỳ giữ giá của hãng Li-Ning, với mức giá gốc là 499 tệ. Quy đổi ra tiền Việt thì nó rơi vào khoảng 1.700.000 đến 1.750.000 tiền Việt Nam, tùy tỷ giá tệ lên xuống. Đây là đôi giày thuộc dòng đế Chenlong TD, một trong những dòng đế có thể nói là dòng đế dày nhất của hãng Li-Ning. Có nghĩa là đôi giày này thì cực kỳ lâu bị mòn. Anh em có thể chơi sân thảm và chơi sân bê tông. Và những khách hàng mua từng mua mẫu giày này bên Hùng thì họ phản hồi rằng nếu mà đi đôi giày này thì không biết bao nhiêu năm chơi sân thảm thì nó mới có thể hỏng được. Đôi giày này nhìn rất là sang và nhìn rất là chắc chắn. Trước tiên là về keo thì mọi người, về cái đế mọi người thì nhìn thấy nó rất là dày. Tiếp theo nó làm điểm cao lên như này để giữ cho chỗ cổ chân của chúng ta không bị lật. Đây là công nghệ chống lật. Đây cũng thế. Bên này họ cũng làm cao lên. Đấy nên là đây công nghệ chống lật cực kỳ an toàn cho chân. Đế thì vừa có công nghệ giảm chấn, chống lật và chống mài mòn rất là cao, đế rất là dày. Và về chất liệu da thì sao? Về chất liệu da thì đôi này sử dụng chất liệu da này, rất là khá là xịn. Và chất liệu lưới dệt, lưới dệt kiểu sợi cước, rất là chắc chắn. Và bên trong nó còn có lớp hoa văn gạch sổ chéo, nhìn rất là hay và bắt mắt. Màu sắc của đôi giày này cũng khá là đơn giản và nhã nhặn và rất là đẹp. Tuy nhiên thì thực sự là đáng tiếc, bởi vì đôi giày này Hùng chỉ săn được duy nhất size 41 và size 43 thôi, số lượng cực ít. Anh em nào mà đi các size trên thì liên hệ Hùng. Giá khuyến mãi 1.750.000, giảm còn 920.000 chưa bao gồm phí ship. Và mỗi lần mẫu giày này bên Hùng về thì chỉ vài hôm là ngay lập tức bốc hơi hết sạch hàng, nên là anh em nào mà thực sự thích thì nhắn tin Hùng chốt ngay. Còn nếu mà mọi người cứ đắn đo thì Hùng đảm bảo là không còn hàng đâu. Hùng khẳng định một câu là như thế luôn đấy. Ok. Và Hùng sẽ đăng cái video này lên YouTube để cho anh em trên YouTube cũng có thể có cơ hội để sắm. Bởi vì đa phần Hùng đăng lên Facebook, nên bây giờ sẽ đăng đồng thời lên YouTube và Facebook. Trước thì Hùng toàn đăng lên Facebook thôi, bởi vì nhưng mà nhiều anh em YouTube đến lúc gọi điện cho Hùng thì đều là hết hàng hết sạch rồi. Nên bây giờ sẽ quyết định video này đăng trực tiếp lên cả Facebook và YouTube. Cũng là mẫu giày đấy, nhưng mà màu xanh dương. Anh em nào thấy sự trẻ trung và năng động hơn thì có thể chọn cho mình màu vàng và màu xanh dương kết hợp với màu xanh chuối. Cũng là mã đấy, AITM071. Mọi người có thể lên mạng tra giá của Li-Ning AITM071 là bao nhiêu tiền, là mọi người biết rằng đôi giày này gần như là ở các cửa hàng chưa bao giờ giảm giá dưới mức 1.500.000. Hùng đang bán mọi người mức giá 9.2 đó. Với đôi giày này thì có size 41 và size 43 và một đôi duy nhất size 42. Ai là người liên hệ Hùng nhanh nhất thì sẽ được cái đôi size 42 đó, bởi vì có kiếm được duy nhất một đôi 42 thôi. 41 thì có mấy đôi, 43 thì có mấy đôi, thì mọi người liên hệ chậm thì cũng có thể vẫn sẽ mua được hàng. Đó. Rất là đẹp. Và cái với cái form giày này thì Hùng lưu ý mọi người là chính vì cái đế nó rất là dày, rất là chất, nên là một là keo của nó cực kỳ tốt, không bao giờ phải nhìn nó như kiểu đế đúc luôn ấy. Cái thứ hai là điểm yếu của nó chính là nó khiến cho đôi giày nó nặng hơn những đôi giày khác. Thế nên anh em mà không thích đi giày nặng thì không nên chọn mẫu giày này. Đôi giày này không phải nặng quá nhưng mà nó hơi nặng. Và độ êm của đôi giày này mới đầu mọi người đi thì sẽ cảm thấy là nó chưa êm mấy, nhưng càng đi nhiều thì nó càng sẽ êm. Nhưng mà đôi giày này được đánh giá rất là cao và gần như là một trong những top đôi giày giữ giá nhất của Li-Ning. Có size 41, 42, 43, 42 còn một đôi thôi nhá anh em. Có duy nhất một đôi, chiếm được một đôi thôi. Và một mẫu giày sau sẽ giới thiệu đến anh em mà bên Hùng chưa từng bao giờ về. Đó là mẫu giày Li-Ning AITN015. Đây một màu sắc rất là nhã nhặn và đơn giản. Màu bạc kết hợp trắng kết hợp với màu xanh chuối. Thích hợp cho những ai theo đuổi phong cách đơn giản nhưng vẫn có những điểm nhấn và khá là đẹp. Đôi giày này thì sử dụng dòng đế ra mắt ở tháng 6 năm 2017 Li-Ning, với đặc điểm đó là nhẹ, êm, chống lật và chống mài mòn an toàn cho chân. Đấy, đôi giày này khá là nhẹ, với dòng đế này thì rất là nhẹ. Và chất liệu giảm chấn, đặc biệt là đôi giày này nó cũng rất là êm. Dòng đế này Hùng rất là thích, bởi vì từ khi nó ra mắt thì từ đợt đấy đến giờ là Hùng đi giày toàn dòng đế này hết. Tất cả các đôi giày của Hùng từ năm 2017 đổi giờ là Hùng đều đi dòng đế này hết. Tuy nhiên thì năm 2010, cuối năm 2018, 2019 vừa rồi thì Li-Ning cũng ra rất là nhiều mẫu giày mới với những công nghệ mới, và Hùng tin rằng nó còn có thể êm hơn dòng này. Thì những cái công dòng, những cái đôi giày đấy thì nó đều giá trên triệu. Và nếu anh em nào muốn sắm cho mình một đôi giày xịn sò hơn thì có thể theo dõi video sau Hùng sẽ đăng, hoặc là nhắn tin cho Hùng để có một đôi giày xịn sò hơn. Đôi giày đắt tiền nhất của hãng Li-Ning trong năm nay Hùng cũng có. Tất cả các mẫu ok nhất của hãng Li-Ning bên Hùng đều chọn lọc và đều có hàng hết. Chỉ sợ là không đủ size anh em thôi.
Đấy thì đôi giày này với dòng đế này thì Hùng không giới thiệu nhiều vì đa phần là các video nào của Hùng cũng nói đến rồi. Tiếp theo về chất liệu da thì đôi giày này sử dụng chất liệu nó là chất liệu da kết hợp với lưới dệt thì sẽ khiến cho đôi giày rất là mềm và đi rất là dễ chịu cũng như là thông thoáng. Với công nghệ ép nhiệt thì không cần phải đường chỉ may, nhìn đôi giày rất là sạc và rất là xịn. Đây Hùng để nó tối xuống thì mọi người có thể nhìn rõ hình ảnh đôi giày luôn. Đấy, với đôi giày này thì bên Hùng kiếm được size 40, 41, 42. Size 40 thì có 2 đôi, 41 có 3 đôi và 42 có 3 đôi. Nên anh em liên hệ nhanh, màu trắng nha. Đấy là đối với màu trắng nha. Và còn nữa, đôi giày này bên Hùng còn có màu này cơ. Và anh em nào không thích màu trắng và thích màu này thì đúng là nó đẹp hơn thật. À đúng rồi, giá sale là 1.750.000 còn 880.000 anh em. 880.000 nha. Ngày xưa Hùng nhìn thấy mẫu giày này Hùng rất là muốn nhập vì nó khá là đẹp. Nhưng mà Hùng chưa từng một lần nhập được mẫu giày này bởi vì giá của nó gần như tại thời điểm nào cũng rất là cao. Và đợt vừa rồi thì Hùng may mắn Hùng gọi là tình cờ lướt để tìm hàng cho khách thì Hùng lướt vào đúng cái chương trình khuyến mãi của một shop, nó diễn ra trong vòng 2 ngày thôi. May quá, mình vào ôm được một ít cho anh em đây. Và số may cho Hùng cũng là may cho anh em luôn nhá. Vì anh em là người sử dụng cuối cùng mà. Số Hùng may là vì Hùng để mà có thể mang giá tốt cho anh em. Còn người may mắn nhất chính là người mà mua được mẫu giày này. Đây thì màu này, với màu này cũng là đôi giày vừa rồi nhá, AITN035, anh em có thể lên mạng tra là giày cầu lông Linh AITN035 thì sẽ biết mức giá thị trường của nó như thế nào. Và trên thị trường thậm chí là không còn hàng cơ các bạn ạ. Đấy, thì đôi giày này xem nào, mã 015, AITN015 nhá. 0154 thì có size duy nhất size 42 và size 43 nha anh em. Duy nhất size 42 và size 43 1.750.000, chính là màu này không phải là bán đắt hơn đấy. Nhưng mà thôi bán luôn cho anh em đồng giá là 880.000. Anh em nào mà đặt mua trước thì được màu này. Còn không thì hết màu này thì có thể đặt màu trắng, và cũng có những người thích màu trắng hơn. Thì sở thích của mỗi người thì Hùng không biết, nhưng Hùng thì Hùng thích màu đen này hơn. Thì chính ra là Hùng phải nâng giá lên đấy. Nhưng mà thôi bán đồng giá cho anh em, 880. Tuy nhiên mọi người lưu ý là những cái đôi giày này Hùng đặt nhá, Hùng đặt khoảng được 13 đôi nhá, tổng cả hai màu ấy. Nhưng mà nó tức là cái cửa hàng ấy nó tách rất là nhiều kiện ra, nó tách thành 5 kiện chuyển cho Hùng cơ. Nên là trong cái quá trình vận chuyển ấy, hộp của nó bị bẹp kiểu như này này, thì có gì anh em thông cảm cho Hùng về vấn đề hộp nhá. Thế thôi. Chính ra Hùng định bán 920 đấy, nhưng cũng chính là cái vấn đề nó hộp nó bị bẹp như này nên Hùng hạ xuống 880. Bởi vì với đôi giày như này, mức giá thậm chí là 980.000 vẫn rất là rẻ. Và Hùng cũng bán cũng sẽ rất là nhanh, nó chỉ chậm hơn cái mức giá hiện tại một chút thôi. Nhưng nó cũng cực kỳ chạy luôn. Nếu mà anh em đấy là tất cả những mẫu giày mà Hùng giới thiệu đến anh em ngày hôm nay. Nếu mà anh em đang có nhu cầu mua giày hoặc đang có bạn bè anh em trong câu lạc bộ đang có nhu cầu mua giày thì hãy giới thiệu họ với Hùng. Thực ra đừng có chần chừ mà hãy nhanh lập tức nhắn tin cho Hùng và hãy ngay lập tức là giới thiệu bạn của bạn liên hệ với Hùng để có những ưu đãi tuyệt vời nhất và gọi là con hàng cho mọi người mua. Mọi người con hàng mọi người mua. Mọi người có thể, những ai xem YouTube thì có thể liên hệ mua hàng thông qua Zalo hoặc là nhắn tin Facebook cho Hùng nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.